cả nhà, chào cả nhà. Tín hiệu hơi mờ quá đúng không bà con ơi? Quý vị các bạn thân mến, mình mới vừa chia sẻ cho bà con một cái đường link của trên kênh 14 á, vừa báo trên báo kênh 14 mới vừa đăng một cái mẫu chuyện rất là xúc động. Và Coleman thì đang trên đường để chuẩn bị đi dự tất niên. Hôm nay 10 ngày nay là coi như đêm nào cũng tất niên, đuối quá rồi, nhưng mà tối nay vẫn còn một bữa cuối cùng làm tất niên với anh em bên nhà hàng Nón Lá. Nhưng mà mình vô tình mình đọc được cái bài báo của bên kênh 14, mình thấy cái hoàn cảnh này thương quá. Thành ra là bây giờ mình tranh thủ mình chạy đây. Mọi người có thấy comment có rõ không? À, mọi người đón xem cái này live nha. Bây giờ mình đang tìm đường, mình đang trên đường đi qua quận 9 đây. Ở cái chỗ đường Nguyễn Xiển á. Đây, đường phố giờ này đang rất là đang kẹt cứng luôn. Đó, mình đang tìm đến cái chỗ gia đình của cái anh Long mà con của ông Hùng á. Còn 2 tấn dưa chưa bán được. Rồi để sang mình xem thôi, có gì mình quay rồi mình chia sẻ với bà con, chúng ta tới chung tay để giúp. Hôm trước thì cũng có một cái trường hợp là của một chị vợ cũng ra đi đột ngột, rồi xong rồi cái báo kênh 14 cũng chia sẻ rồi mọi người đến giúp. À, mọi người chạy đến giúp và cuối cùng là cái anh đấy anh bán được hết hoa rồi, anh về quê, anh đưa về đưa vợ về quê. Hey, quý vị các bạn ơi, quý vị các bạn chia sẻ cho mình cái livestream này nha, bởi vì cái livestream này nó sẽ rất là quan trọng. Bởi vì nó sẽ rất là quan trọng khi mình đi sang đó, thì mà bây giờ mình đang đi mà mình quay real hết tất cả mọi thứ. Chính vì vậy cho nên là nếu quý vị các bạn giúp cho Coleman chia sẻ cái này thì sẽ có nhiều người đến mua dưa hấu và mua hoa giúp cho cái trường hợp này. Quý vị các bạn có nghe rõ không ạ? Hello. Đây là cái tờ báo đây, mà đây là cái tờ báo kênh 14 đây. Mình xin đọc nhanh cho mọi người nghe nha. Chồng đột quỵ rồi mất trong lúc bán hoa Tết ở Sài Gòn. Vợ cùng với các con vội về đưa tang với hơn 2 tấn dưa còn nằm lại vỉa hè. Đó. Bài báo này được đăng cách đây 2 tiếng đồng hồ trước trên kênh 14. Mọi người có thể tìm vào cái link đó. Mình có chia sẻ cái link trên đó. Đây là câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi trong lúc bán hoa cùng vợ và các con thì đột ngột ra đi, khiến cộng đồng mạng vô cùng thương xót. Theo đó thì vì hoàn cảnh khó khăn để kiếm thêm thu nhập trang trải những ngày Tết, ông Hùng cùng vợ mượn tiền bà con để lấy hoa dưa hấu về bán Tết tại số 709A đường Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, ngay tại ngã ba Mỹ Thạnh, phường Tân Phú, quận 9. Và chiều ngày 19 tháng Giêng thì trong lúc nằm võng chỗ bán hoa cùng với vợ thì ông Hùng đột nhiên nói rằng là vợ ơi anh mệt quá. Tuy nhiên sau đó ông vẫn cố gượng dậy rồi tiếp tục bán hoa. Và khoảng 22 giờ 30 cùng ngày thì sau khi ông Hùng xuống bếp để lấy cơm ăn thì bỗng nhiên gục xuống nằm bất động trên sàn nhà. Và bà Nguyễn Thị Tình, vợ ông Hùng, hốt hoảng kêu cứu. Hàng xóm gần đó sợ đợi taxi không kịp liền lấy xe ba gác chở ông Hùng đến bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Bác sĩ chẩn đoán ông Hùng bị xuất huyết não không qua khỏi. Đến 14 giờ ngày 20 tháng Giêng thì bệnh viện trả ông Hùng về để để lại vợ và các con. Hơn 2 tấn dưa hấu và khoảng 50 chậu hoa cúc vẫn còn nằm trên vỉa hè Sài Gòn chờ người mua giúp. Đây quý vị và các bạn ơi, đây là cái trang báo. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rồi bây giờ Coleman đang trên đường đi đến đấy đó, đến đó đây ạ.
Sau khi làm xong các thủ tục thì bà Tình và con gái đã đưa ông Hùng về nhà ở Hậu Giang. Đáng lẽ cả gia đình dự định sau khi bán xong đống hoa dưa Tết sẽ cùng nhau về quê. Thế mà cái Tết chẳng rò trò trọn vẹn với gia đình ông Hùng. Rồi, trưa 21 tháng Giêng thì tại một góc ngã ba Mỹ Thạnh, anh Hoàng Phi Long là con rể của ông Hùng vẫn cố trụ lại để bán những chậu hoa dưa hấu mà ông Hùng đã lấy về bán Tết. Theo anh Long thì lúc ông Hùng đột ngột ra đi, toàn bộ hơn 700 chậu hoa các loại và 3 tấn rưỡi dưa hấu vẫn chưa kịp bán. Hôm qua nay đã có rất nhiều người đến để mua hoa dưa hấu ủng hộ gia đình em. Bà con tốt bụng lắm, số hoa chỉ còn 50 chậu thôi, nhưng dưa hấu thì hơn 2 tấn lận vẫn còn ở đây. Ngồi trước đống dưa đầy còn lại thì anh Nguyễn Văn Sang, cháu ông Hùng cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không nhà cửa nên ông Hùng mới lên Sài Gòn làm thuê, bán quán cơm. Năm nay vì muốn cái Tết... Rồi, đọc bài báo này cảm động quá, xúc động quá, bà con ơi, thấy thương quá. Dưa hấu bán 15.000 đồng một ký, loại nhỏ hơn thì 2 ký lận, nhưng mọi người ít mua dưa. Hoa thì lại được mua ủng hộ nhiều hơn. Giờ mình cũng không biết tính sao nữa. 19 giờ tối nay cả nhà phải dọn về để mai đưa tang chú Hùng rồi. Đường xa kẹt xe nên phải tranh thủ về sớm, anh Sang nói. Xin lỗi quý vị, các bạn đang bị mất sóng. Rồi đây quý vị các bạn ơi, mình đã đi vào được tới khu vực đường Lê Văn Kiệt. Ở đây chắc là đã tới địa bàn để tới khu tới quận 9 rồi quá. Rồi ở đây mình đã đi đến được khu Lê Văn Kiệt. À, Lê Văn Việt quận 9 rồi. Đây bà con có ai biết đường chỉ cho mình nha. Đây đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi để mình tìm xem. Đó bà con ơi. Rồi xe kẹt cứng luôn. Không biết giờ này thì gia đình của ông Hùng, các cái con rể và bà cháu ông Hùng, bạn Sang với bạn Long đã bán được tới đâu rồi. Còn bao nhiêu chậu hoa, còn bao nhiêu ký dưa hấu nữa cũng chưa biết. Đây là phường Tân Phú. Đây là phường Hiệp Phú. Chưa tới phường Tân Phú. Ngã ba Mỹ Thạnh, phường Tân Phú, khu phố Long Hòa. Đây, gửi cho mọi người xem một ít cái hình ảnh đó. Đây là hình ảnh. Hình ảnh gây ra ông Hùng đó, khi mà ông bị đột quỵ rồi đưa về nhà thì cả gia đình coi như là rất là đau khổ. Đấy, bà con thấy rồi đó. Ồ, đi thẳng hết đường là đụng ngã ba Mỹ Thành hả? Ồ. Rồi, cảm ơn bạn Ngọc Phương Nguyễn đã chỉ đường nha. Rồi, cảm ơn em đã chỉ đường cho anh rồi, hy vọng. Bây giờ theo đồng hồ của Coleman thì là bây giờ là 16 giờ 14 phút. Và quý vị đang xem, chắc đây là lần đầu tiên mà các vị đang được xem một cái chương trình Sống Yêu Thương live. Thì thật sự mình cái này nó cũng là một cái điều mà nó bất ngờ xảy ra thôi, chứ còn trên thực tế thì mình cũng đắn đo. Bây giờ vấn đề ở chỗ là thật sự luôn, bây giờ mình không biết là với 2 tấn dưa hấu này, nếu như bây giờ Coleman tới giúp, mình cũng tính ra rồi, nếu có gì mình tới giúp rồi, có thể là mình sẽ mua mão luôn.
mua mạo hết 2 tấn dưa hấu luôn và hoa còn lại luôn để cho gia đình của bạn, của các người thân của ông Hùng sẽ được về nhà sớm. Nhưng bây giờ mình mua xong rồi mình cũng không biết xử lý làm sao nữa. Mọi người hiến kế cho Coleman đi. Ồ, mình thấy trên đường đi có rất nhiều nơi để bán hoa nè. Ồ. Đây vẫn chưa tới, đây vẫn chưa tới. Đây quý vị các bạn ơi. Rồi, có fan nào của Coleman ở quận 9 không? Mọi người có nhìn thấy ở đây là con đường là quen không? Rồi, đang nếu mà đây chạy thẳng tới là thấy để bảng là đường Hoàng Hữu Nam, đường Bác Vượng đang chở, Bác Vượng tài xế mình đang chở mình đi. Mua tặng quà cho nhân viên đi anh hả? Ồ, Đào Tướng Quân đưa cái ý tưởng này hay nha. Rồi, đó mình chưa biết tính như thế nào nữa. Và có lẽ là mình bây giờ xe tải là không có chạy vào được khu vực này. Xe tải giờ vô được không Bác Vượng? Cái đó cấm giờ mà không biết ở bên quận 9 này có cấm nào không? Ồ, xe tải giờ này sợ cấm không qua được á. Vì không qua được thì 2 tấn dưa hấu đi. Còn tối nay còn bao nhiêu tiệc tùng, rồi là công ty, rồi khách hàng đối tác bữa cuối nữa, chết tôi rồi. À, chú bán dưa luôn hả? Thôi mình trời ơi, bán tự nhiên giờ. Rồi, bạn Ngọc Phương Nguyễn chỉ anh là chút nữa đúng không? Rồi ok, vừa đi ngang viện sư phạm kỹ thuật. Rồi, phía trước có nguyên cái tòa nhà của Ila luôn, rất là lớn. Anh bị hói đầu em ơi. Hoài Anh Phan, anh Phan Hoài Anh bị hói đầu nha. Chứ anh không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Tín hiệu có rõ không mà. Đó, đây mọi người thấy bên dọc đường ở đây đồng bào bên quận 9 họ bán. Đây, họ bán rất là nhiều luôn. Đó, những cái chậu hoa. Đó, mình nghĩ bên đây bán nhiều nhưng mà người mua thì ít lắm, nếu mà tập kết được về bên ở bên trung tâm thì chắc dễ bán hơn. Để mình xem cái giải pháp như thế nào. Trương Đình Khánh, ngã ba quẹo trái đường Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển. Đây, bà con ơi, đó mình. Cái khu vực này mình nói thật là bữa mình đi qua có đúng một lần, là cái hôm mà đi cái chuyến xe nụ cười á, đến với cái lớp học tình thương ở bên Nguyễn Xiển á. Bây giờ đi lại mình cũng không nhớ luôn. Đây, quý vị và các bạn ơi, quý vị và các bạn chia sẻ cái livestream này nha. Comment sẽ quay lại đó, sẽ livestream cho mọi người xem toàn bộ cái câu chuyện này cho đến lúc mình tìm được anh ấy. Rồi lát nữa khi mình tìm được anh bạn đó rồi thì mình sẽ xuống xe để mình, thì chắc là mình phải tạm ngưng cái livestream để mình quay. Rồi bây giờ nhưng mà mình vẫn chưa nghĩ ra một cái giải pháp gì. À, Nguyễn Khương kêu mang dưa ra ép là tốt nhất. 2 tấn dưa mà ép thì bây giờ làm sao? Mỗi người trong công ty một chai uống nước giải khát. Trời ơi, ép lâu lắm nhưng đem dưa hấu về cho anh em Điền Quân anh ơi. Khôi lê. Rồi đương nhiên. Rồi sáng mai. Rồi các anh em Điền Quân nè, thôi ngày mai đi, rồi ngày mai lên công ty đi, rồi anh chở dưa hấu vậy. Phan Hoài Anh rồi. Cai xin. Để bán dưa hấu tình thương Coleman 10.000 đồng một ký. Ồ, bạn Casey đưa ra một ý tưởng rất là vui. Anh bán rẻ để bán dưa hấu tình thương Coleman 10.000 đồng một ký. Rồi anh đứng bán, mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn. Đường Thái Sơn, chào anh Coleman, anh đang phát vào Tết cho bà con à.
Đâu có đâu, anh đang đi sang để giúp đỡ, giúp cho một cái trường hợp đó, gia đình nghe rất là thương thơ, nghe rất là thương tâm. Cả gia đình đi bán, gom góp tiền, vay tiền, rồi mượn tiền, rồi lên đây mang dưa hấu, rồi lên đây để mà mua, rồi đi để bán dưa hấu, bán hoa ngày Tết, mong kiếm thêm chút đỉnh. Thế rồi tai họa ập đến. Mình đang nghĩ đang 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 nghĩ đang nghĩ tính làm như thế nào đó nha. Rồi bây giờ mình đang đi vào phường Long Thạnh Mỹ rồi. À, vậy là gần tới ngã ba Long Thạnh Mỹ rồi đúng không? Đường Nguyễn Văn Tăng. Nguyễn Văn Tăng đường không biết. Đây phường Long Thạnh Mỹ rồi, chứ chưa tới ngã ba. Không biết là cái chỗ anh đó là chỗ nằm ở đâu. 709 Nguyễn Xiển, à phải vô tới liền Nguyễn Xiển lận. Đây, quý vị và các bạn thân mến ơi, chào, xin chào mọi người đang xem livestream của Colorman nha. Mọi người chia sẻ giùm cho Colorman nhé. Rồi đây mình đang tìm đến, hy vọng đây là một cái câu chuyện xuất hiện trên bài báo kênh 14 vừa mới chia sẻ cách đây, vừa mới post lên cách đây 2 tiếng đồng hồ. Mọi người có thể đọc cái link ở trên cái page này. Ở đây mình đi vào mình thấy là đó, thì gia đình ông và người chồng bà bị đột quỵ vào đêm 19 tháng 1 và đã mất vào ngày 20 tháng Giêng. Và Trà bây giờ đã đưa về, cả nhà đưa về Hậu Giang rồi, nhưng mà người cháu và con rể thì phải cố gắng ở lại để cố gắng giải quyết bằng hết, để cố gắng bán cho hết cái mớ bông này, coi như gỡ được bao nhiêu hay bao nhiêu. Tại vì nói ra đối với một số người chúng ta, nếu mà những người khá giả thì vài chục triệu không là cái gì hết, nhưng mà với những cái người khó khăn thì thật sự là 1 triệu cũng là giải quyết được rất nhiều điều và rất nhiều thứ cho gia đình, đặc biệt là trong những cái ngày lễ Tết này đúng không bà con? Có chuyện, có vừa mới được đêm vậy? Rồi rồi. Với bác Vượng đang đi, mà chắc là lát nữa cho bác Vượng cầm máy luôn, bác Vượng là sẽ mình cầm máy quay luôn. Bây giờ đám đám đệ tử chưa qua thì là làm sao bây giờ? Chơi luôn. Biểu mấy anh chị em nghệ sĩ, nhân viên đường quân, mỗi người một quả trưng Tết. Biếu biếu mọi người một quả trưng Tết. Dân Hồng anh đem về trụ sở. Dân Hồng đưa ra ý kiến hay nha. Anh đem về trụ sở mọi người sẽ đến ủng hộ hả? Ok. Theo như mọi người thì theo theo như cả nhà mình thì mang về trụ sở mọi người đến ủng hộ. Hay là thôi, nói tóm lại là xem như đây là cái lộc đi. Ai là fan của Colorman, ai xem được cái livestream này thì mọi người sáng mai đến trụ sở của mình ha. Rồi đến mình tặng mọi người một trái dưa hấu về ăn Tết ha, trái dưa hấu nghĩa tình. Rồi bà con nào có tiền thì tặng, nói chung là cũng là dưa hấu không có không đồng. Nói chung không giá, ai muốn cho nhiêu cho, còn ai không có tiền thì mình cũng tặng luôn. Cả nhà mình thấy sao? Còn nếu mà mọi người có quyên góp cho Colorman thì mình sẽ xin đưa cái đó vào cái quỹ chuyến xe nụ cười. Cả nhà mình thấy ý tưởng đó được không ạ? À? Chân hay quá. Ồ, có mấy cái bụi lúa nữa, hay quá, lát ra mua mấy bụi lúa đem về. Còn một gọi Nguyễn, còn một cách chú bán một cặp 60 ngàn bán tại chỗ, bà con gần đó sẽ lại mua không? Không có đâu con ơi, khu này nghèo lắm, con vắng lắm con ơi.
Thôi chú nghĩ là bây giờ ngày mai chú đưa được luôn rồi. Nãy cái cảm ơn một fan nãy nha, đã hiến kế cho Colorman hơi bị hay á. Dạ, cảm ơn Ngọc Duyên. Ngọc Duyên chia sẻ giùm anh cái livestream này để mọi người biết đến cái câu chuyện này, và nếu như mọi người đang ở đây thì cũng có thể cùng đến đến cùng với Colorman để ủng hộ thêm. Còn cá nhân thì Colorman cũng nói thật, cũng chia sẻ với các bạn rồi là mình sẽ đến đây mình nói chuyện, rồi mình coi cái tổng hết là số này là còn bao nhiêu tiền mình mua mão luôn. Lại thực sự bây giờ mình cũng không còn biết, không biết là mình, tại mình không có mang tiền đủ ở đây, thành ra là alo 709 709 709 rồi, mình đang tới đường 7 Nguyễn Xiển rồi. Alo. Trúc ơi, Trúc. Nó nói bạn nào cầm gấp cho anh khoảng khoảng 50 triệu đi qua đường bên chỗ đường Nguyễn Xiển đi. Nó nằm bên đây trái đó, bên đây là năm đường, đường số nó là số lẻ, số chẵn nè. Bên này là 709 rồi mình nghe. Rồi quý vị các bạn thân mến. Nha nha, cứ mang anh 50 triệu đi, trong túi anh cũng còn một ít tiền. Không biết nữa, chắc không tới, nhưng mà thôi kệ cứ mang qua đi. 15 ngàn một ký. À, quý vị các bạn nha, bạn tính cho mình đi, mình không có số ở đây á. À, 15 ngàn một ký, mà nếu mà 2 ngàn ký là 2 tấn thì nhân lên là bao nhiêu tiền ta? Là 30 triệu hả bà con? Bà con nhân dùm comment cái. 715 à. Trên nữa đi. 7 7 15 hả? Ừ. 7 là 9 nằm đâu ngay ngã ba. Dưới này, thế này. Lùi lại. Hút rồi. Hút hả, đúng không? Thôi để bước xuống coi nó nằm đâu ạ. À? Ok rồi giờ. Gì vậy? Ok. Rồi để mình đi bộ xuống này coi được. Đây quý vị các bạn ơi, mình đang có mặt ở đây là số 715 rồi, bên kia đường là số 715 đường Nguyễn Xiển rồi. Mà mình không biết là cái số 709 ở đâu nữa, ngay chỗ bán hoa với bán dưa hấu. Ồ, có lẽ là bên chỗ kia quá. Đây mời mọi người theo chân Colorman nha. Đối diện là bông giấy. Không biết 709 nằm ở đâu luôn. Mình không biết có phải ngay chỗ này không nữa, để mình ra mình xem thử. Dạ. Thôi các mình xin có lẽ là chỗ này quá, có lẽ là bây giờ không có bạn nào hỗ trợ cho Colorman hết, cho nên là chắc Colorman phải xin tắt cái video này ở đây nha, để mình qua mình tìm hiểu rồi mình sẽ quay mình up lại trên YouTube cho mọi người xem nha. Rồi chào tạm biệt quý vị các bạn chút xíu nha, mọi người đón xem trên kênh YouTube của Colorman nhé. Mình nghĩ là chắc cái chỗ đó quá à, thấy nhiều người tới mua lắm nè.